Điều kiện tiên quyết để đặt band 6 trở lên đối với tiêu chí coherence and cohesion, hay mà dân gian á, gọi là tính liên kết và mạch lạc á, là các bạn phải cố gắng sử dụng đa dạng các cái công cụ kết nối trong một bài luận một cách tự nhiên. Thì bây giờ mình sẽ gợi ý cho các bạn 3 cách để nâng cấp các cái đại từ trong bài essay ha. Đầu tiên là cái công thức such cộng với now. Trước hết thì mình nhìn vào cái ví dụ 1 nè. Mấy ông bà thấy là mình có it is true that everyone has a unique mixture of personality traits, however, are able to develop and change throughout life. Nghe câu phức tạp không? Nhưng thật ra nó dễ lắm. Đúng là ai cũng có trong mình một cái sự pha trộn giữa các cái đường nét tính cách. Đường nét tính cách chính là personality traits ha. Độc đáo, đúng không? Thì những tính cách độc đáo đó, cái này mình thường xuyên rất là gặp phải nè. Cái cách viết mà mới vừa viết cái danh từ ở phía trước xong mình lặp lại ngay tức cái danh từ ở phía sau luôn. Những tính cách độc đáo đó tuy nhiên nó vẫn có thể thay đổi và phát triển xuyên suốt cuộc đời. Hai cái câu này nghe cũng được đúng không, nếu nhưng mà không có cái sự lặp từ personality traits, nhiều lúc mình cứ lặp lại thôi, mình không biết là thay bằng từ gì thì mình ghi thế. Thì bây giờ đây sẽ là cái cơ hội hay là mình áp dụng cấu trúc such cộng với now. Cái từ personality traits mình chuyển thành such traits là gì? Nghĩa là những cái đặc tính như vậy, such như là như vậy, giống như cái phía trước, cùng loại ha. Những cái đặc tính như vậy á, mỗi lần mà mình có cái cảm giác là mình sẽ lặp lại y chang cái danh từ ở câu trước thì các bạn suy nghĩ xem là mình có thể bỏ chữ sách vào hay không ha, đặc biệt là đứng ở đầu câu chủ ngữ hay nữa. Tuy nhiên là đôi lúc mình coi như là mình còn có thể paraphrase luôn cả cái từ traits, cái danh từ mà đi kèm phía sau của chữ such á, thành một cái từ đồng nghĩa, đúng không? Chẳng hạn mình có là such characteristics, nghĩa là những cái đặc tính đặc trưng như vậy đó. Và cái cách này nó vừa ăn điểm vào cáp luôn mấy bạn, nó vừa ghi được cái điểm liên kết nữa mọi người. Thì thôi mình thêm cái ví dụ nữa để mình coi coi liệu có câu nào khác làm được cái chuyện đó hay không. Now, there are many ways of tackling the problem of mass extinction. However, those ways, mình có lại cái chữ là ways, ở trên là many ways, thì bây giờ xuống dưới là những cái cách đó nó thay bằng chữ those đúng không? Cũng đỡ. Tức là có rất nhiều cái vấn có nhiều cái cách để mình giải quyết cái vấn đề mà nạn tuyệt chủng hàng loạt, nhưng mà those way, những cách đó chắc chắn là cần một cái ngân sách lớn. Thế thì mình again á, mình tìm cái từ đồng nghĩa với từ way, chẳng hạn như mình có từ như ta solution đi, rồi mình thêm chữ such vào, such solutions, mình nhớ cho để plural ha, dạng số nhiều, tại vì trên nó để số nhiều. Thế thì vậy là mình có thể thêm một tí màu sắc cho cái câu rồi ha, mình có thể học cái từ này such. Ok, đến cái phương án thứ hai mình có là those who cộng với verb. Cái này chắc là trong reading nhiều bạn có đọc qua mà mình chưa để ý ha. Mình có ví dụ là people who play computer games excessively might suffer from some forms of mental illnesses. By contrast, people who spend less time for gaming, vân 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 vân. Thì bản dịch là những người mà chơi game quá đà có thể mắc một số bệnh tâm lý. Trái lại những người mà dành ít thời gian chơi game hơn thì sau đó chấm chấm, các bạn tự chế phía sau ha. Thì kiểu như là mình hay lặp lại cái people who rồi people who people đó, nhưng mà cả bài mình chỉ có people ha. Thì ở chỗ này á, mình có thể chuyển sang cái dạng là those who mấy bạn, tức là những người mà nó y chang people who là sự those who spend less time for gaming, tức là những cái người mà dành ít thời gian hơn cho chơi game ha. Thì khi mà phía trước mình đề cập một cái nhóm người đúng không, thì phía sau mình dùng those who thì người ta tự khắc người ta hiểu là một cái nhóm người thực hiện hành động gì đó có liên quan đến nhóm người phía trước. Đôi lúc là nó là giống như là nhóm người A và nhóm người B chẳng hạn. Those who spend less time for gaming là nó trái ngược là mấy người mà chơi game nhiều quá phía trước đúng không? Thì tương tự mình cũng có cái câu mà nó sâu sắc hơn xíu mà nó vẫn áp dụng cái quy tắc này, chính là financial support might sometimes help the rich, not those who most need it. Có nghĩa là viện trợ tài chính thì đôi lúc là giúp người giàu nhiều hơn là những cái người thật sự cần nó, thay vì mình không nói người nghèo mà nói thôi những người thật sự cần nó ha. Nghe nó vẫn, nó thật ra nghĩa nó vẫn là people who, nhưng mà nghe nó giống đúng không, nhưng mà mình chuyển thành those who cho đỡ lập từ đấy. Thì đó là một chiến thuật hay. Bây giờ mình còn một chiến thuật khác, do ngày hôm nay là chiến thuật danh từ cộng với hậu tố e R hoặc là O, R, ER và O, O, thì cái này ai cũng biết rồi nhưng không nhớ dùng thôi mọi người, không nhớ thôi.
Với những cái danh từ phổ biến như là game thì mình có thể hoàn toàn thêm cái hậu tố IO vào thành gamer. Gamer à, tức là cái người. IO tức là người thực hiện hành động của danh từ. À, tức là có danh từ game, người thực hiện hành động chơi game. Đấy. Là người chơi game. Thì kiểu gamer là người chơi game, vậy thì cho đỡ lặp lại là people who play video games. Rồi. Thiệt ra mình chuyển về gamer nó còn có một cái hay khác với bạn, đó chính là à, trong một số trường hợp á, mình có thể thêm tính từ vào để mình làm rõ nghĩa hơn cái danh từ gamer, à, như là professional gamers là những người game thủ chuyên nghiệp chẳng hạn. Hay mình có một ví dụ khác là people who read a lot thì mình chuyển về là sao? Mình chuyển lại một cái tính từ khác vào là avid readers. Cái cách này rất là tiện các bạn, nó những cái người mà giống như là say mê hăng hái cho việc đọc và còn rất nhiều tính từ khác hay làm chuyện này ha. Rất là tiện cho việc dùng tính từ bổ nghĩa cho danh từ, thậm chí mình thêm vào cái trạng từ đứng phía trước tính từ nó cũng cũng tốt luôn. Ok, tóm lại hôm nay mình có ba điều cần nhớ: such cộng noun tức là giống như cái phía trước, those who cộng verb tức là những cái người mà làm gì đó, và cuối cùng là danh từ cộng với lại er, người thực hiện hành động. Ok, hôm sau mình lại nghiên cứu chiến lược khác ha. Bye.